Rồi, xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị nha. Hôm nay mình sẽ làm một chủ đề nó liên quan tới các máy giặt. Thì cũng vô tình là có một cái ông anh gọi điện thoại đến á, là họ bảo rằng sao nước cái trong cái máy giặt á là nó không chịu chảy ra ha, mà thử ở bên ngoài á, cái ống cấp đi vô, có nghĩa là tháo cái ống cấp nước ở chỗ này, tháo chỗ này nè, tháo ra ngoài và thử cái nguồn nước, thử bên ngoài thì nước chảy rất là mạnh, nhưng mà tại sao nước vô trong cái máy giặt nó yếu quá, nó chậm quá. Thì vậy chúng ta khoanh dùng như thế này. Ở đây mình có cái máy Toshiba loại mono. Đây, mình cho các bạn xem ha. Đây Toshiba loại mono, model của nó là AW8560 SP. Thì cái loại này là loại sử dụng dây Coro. Còn bên này cái bên á là nó sử dụng cái này là inverter nha quý vị. Cái loại này nó sử dụng là bằng khởi động trực tiếp. Nhưng mà cái hiện tượng chung của cái máy Toshiba này để cho chúng ta thấy một điều là khi mà chúng ta sử dụng những cái nơi mà có cái nguồn nước bị yếu, hoặc là chúng ta gặp cái tình trạng loại nghẹt, nó nghẹt như thế này nha, nó nghẹt như thế này nè, đó cặn bẩn nó bám đầy trên đây đó. Cái này là mình đã làm sạch sơ rồi, đúng ra là phải để nguyên các bạn cái phèn á, cái lượng phèn với ba cái con bù hóng á, nó chết, nó nằm nó ứ trong đây nè, thì vậy cho nên nó làm cho nước nó bị yếu. Thì khi mà chúng ta không biết đó, chúng ta kêu thợ đến thì tất nhiên rẻ nhất cũng là phải lấy công ít nhất là khoảng chừng trăm mấy, trăm rưỡi cho đến 200 ngàn cái tiền công người ta đi tới đi lui để người ta chỉnh sửa cho mình. Còn nếu như mà trường hợp mà thay thế cái linh kiện này nè đó, hoặc là sửa chữa thì đã lại thì bèo bèo cũng khoảng chừng 300 400, thì đó người thợ ta mới nhận làm. Nhưng mà ngày hôm nay đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta khắc phục cái tình trạng mà nước vào trong cái máy này nó bị yếu. Thì thường là có hai cái trường hợp, một là trường hợp nguồn nước cấp vô mạnh nhưng mà cái cục cái rờ le cấp nước này ha nó có vấn đề, nó có thể bị nghẹt hoặc có thể là cái cuộn dây của nó bị nổ, bị yếu rồi thì nó không có cho nước vô ha. Nhưng mà chút xíu mình sẽ chia sẻ cái cách thức để xử lý nó luôn. Còn cái trường hợp thứ hai á, là nguồn nước bên ngoài cấp vô nó bị yếu nha quý vị ha. Thì chúng ta phải xác định trước khi mà chúng ta tháo cái linh kiện này ra đó, trước khi mình tháo cái linh kiện này ra thì mình xác định là mình bằng cách mình tháo nó ra, tháo cái nguồn cấp vô mình thử ra bên ngoài coi cái nguồn nước bên ngoài nó đủ mạnh hay không đó, thì chúng ta mới tiến hành xem, kiểm tra xem ở trên này nó có dơ, nó bị bụi bẩn hoặc là những cái con bù hóng á, nó bám đầy hết tất cả cái này luôn, cho nên cái nguồn nước vào đây rất là yếu, hoặc đôi khi nó nhiều đến mức độ nó bít luôn là nó không cho nước vô. Thì chúng ta lại vô tình cứ nghĩ là máy nó bị hư hỏng nặng, nhưng mà thực sự này chúng ta chỉ cần vệ sinh nó thôi. Thì bây giờ có hai cách, một là chúng ta tháo rời nó ra, tháo rời con ốc bên đây để chúng ta dỡ nó lên và mình lấy cái này ra mình vệ sinh. Thì vệ sinh nó cũng đơn giản thôi quý vị, chúng ta dùng nước cái vòi áp lực mạnh chúng ta xịt, hoặc là dùng quàng chải đánh răng để chúng ta đánh như thế này ha, vừa xịt nước vừa làm gì để cho nó sạch sẽ thì nó sẽ khắc phục được cái điều đó thôi ha. Rồi, còn cái trường hợp mà nước nó yếu thì chúng ta phải xử lý cái nguồn nước ở nhà mình để cho nó ngon lành. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta tháo tháo cái này ra như thế nào ha. Mình sẽ tháo cái này ra bằng cách chúng ta mở bung nó lên nha. Rồi ok. Rồi các bạn, đầu tiên chúng ta sẽ tháo con ốc bên này và con ốc bên đây ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng một cái vít dẹp để chúng ta nạy nó lại lên. Nhưng mà nó có cái ngàm, thì vậy mình cả phần lưu ý lại, mình mở hai cái này ra ha, để mà tiến hành tháo ra chúng ta tiến hành vệ sinh thì chúng ta phải tháo nó. Mình chứa trong cái hũ ốc này để thôi nó lạc mất ha. Bây giờ như này mình bỏ ốc ở đây. Ok, rồi bây giờ cái vít nẹp này chúng ta đảo đầu vít già lại, hoặc là chúng ta sử dụng một cái vít thử điện để chúng ta nạy, và cái ngàm nó nằm đây nè. Ha các bạn lưu ý nè, ở đây nó có cái ngàm. Bên này có cái ngàm, chúng ta đưa cái vít vô đây, nạy ra. Và bên đây cũng vậy, có cái ngàm nằm đây, chúng ta đưa vít nạy ra và chúng ta sẽ dỡ lên. Bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem luôn ha. Bây giờ nè, các bạn lưu ý chỗ ngàm này nè, nó có cái kẽ nhỏ nhỏ đây nè. Đó, cái kẽ nhỏ này chúng ta sẽ đưa cái vít dẹp vô đây nạy nó lên. Là chút xíu chúng ta sẽ mở được thôi. Đây nạy nó lên như thế này. Đây, chúng ta tách nó ra nha, tách nó ra. Và bên đây cũng vậy luôn. Đây. Đây nó có cái ngàm đây, mình nạy ra. Đó, giật lên. Đây, nó đã xuất rồi. Rồi chúng ta lưu ý nha. Ở đây nó có một cái mình sơ lược cho các bạn luôn. Ở đây cái cục cấp nước của nó, và ở đây là cái cuộn dây. Ở đây cái phần cấp nước đi vô. Ở đây theo lẽ là mình cầm cái vít nhọn, kìm nhọn mình có thể kéo nó lên. Nhưng mà bây giờ cái đây nó lâu ngày nó dặn tới dặn luôn, cái nhựa nó gãy rồi, chúng ta phải dùng một cái vít dẹp hoặc là một cái vít thử điện mình nạy ra. Ở đây nguồn cấp điện vô. Thì các bạn lưu ý một điều là ở đây là cái máy nó đã rút điện rồi. Thì khi chúng ta xử lý những trường hợp như thế này, tốt nhất chúng ta nên tháo điện ra hết, không có để cho nguồn điện cấp trong đây, để vô tình chúng ta đụng những cái mạch điện trong này, lỡ chúng ta chạm những cái kim loại này nè, đó cái vít mình cầm nó giật một cái là thấy mụn nổi luôn. Mình sơ lược nét qua luôn, đây là cái phao của nó. Ok,
cái phao và cái công tắc cửa. Nhiệm vụ của phao là nó gọi là relay đo mực nước. Khi mà chúng ta chỉnh ở trên cái mực nước ở trên cái bàn phím đây nè, đây là cái bàn phím, và khi chúng ta chỉnh cái mực nước nằm ở đây, đây cái mực nước nè, tùy theo dung tích lớn hay nhỏ 48, 38 hoặc là 23 thì chúng ta sẽ, nếu mà chỉnh 23 thì mực nước thấp nhất, thì trong đây nó sẽ hiểu một điều là nước nó cho vô ích và nó đóng mạch lại để cho hoạt động. Còn cái trường hợp đây là cái công tắc cửa. Công tắc cửa này nhiệm vụ của nó làm cái vai trò là bảo vệ, nghĩa là khi có em bé hoặc người nào đó, hoặc là chúng ta sử dụng, chúng ta vô tình lúc mà nó chương trình vắt của nó đó, ha, thì mình vô tình không biết mình dở nó lên như thế này thì cái mạch điện nó hở ra. Đây này, mạch điện nó hở ra, các bạn thấy không, đây cái mạch nó hở ra nè đó, thì cái công tắc nó sẽ làm việc và nó sẽ bung ra, nó báo lỗi và nó ngắt, nó không cho máy hoạt động chạy nữa. Để làm chi? Để thực hiện cái nhiệm vụ là bảo vệ an toàn cho người sử dụng, ha. Thì cái công tắc cửa nó đóng vai trò là như vậy nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở tiếp. Các bạn lưu ý nha, có những trường hợp á, khi mà cái ống nước nó cấp vô, nguồn nước ở ngoài chúng ta thử có rồi, nhưng mà tại sao nó lại không có nước đi vào trong cái máy giặt này? Có hai trường hợp, một là cái này nó dơ tới bít luôn, và có những con bù hóng nó nằm trên đây nè, hoặc là phèn nó đóng lâu ngày nó dơ lại, chúng ta chỉ cần vệ sinh này là chúng ta được, là coi như sử dụng ok. Còn cái trường hợp thứ hai là cái cuộn dây này đây, nó dơ nó lâu ngày hoặc một lý do nào đó nó bị chạm điện đi, nó làm cho cái cuộn dây ở đây bị nứt ra, nổ và nứt trong này luôn, thì buộc lòng chúng ta phải thay mới. Thì cái ngày hôm nay mình hướng dẫn các bạn cái cách tháo, thì có thể vệ sinh cũng được và có thể thay mới cũng được thôi, không có gì phải khó khăn. Tại cái loại này, máy Toshiba này là Toshiba Mono, sử dụng hoạt động bằng cách là motor nó kéo dây cò ro, cho nên cũng đơn giản thôi, kéo tháo mấy ốc ra xong. Còn cái trường hợp mà bên cái máy bên này nè thì nó hơi rắc rối hơn, nó đòi hỏi chúng ta phải kỹ thuật nó hơi cao hơn chút xíu ha, tại vì nó là tới hai cái motor, có đôi khi có những cái máy đời mới mà Toshiba Inverter đó tới ba cái motor thì chúng ta phải tháo và kéo kỹ và làm đâu đó đúng thể tệ thôi, chúng ta gắn lại nó bị rỉ nước nha, rất phải cẩn thận. Rồi bây giờ mình tháo ra đây, chúng ta tháo hai con ốc ở đằng này, đây và đây. Thì mình đang hướng dẫn các bạn đang thực hiện cái việc là vệ sinh cái cục cấp nước bằng cái hình thức là cái mô hình thực tế luôn, cái máy thực tế luôn. Coi như chúng ta đã tháo hai con này ra, và như vậy chúng ta lưu ý ở đây có hai cọng dây thôi thì nó không sao, có thể chúng ta gắn, khi mà gắn lại cọng này lên cọng này cũng không sao, và ngược lại cũng không có vấn đề gì, tại nó chỉ là cái nguồn AC thì nóng nguội như thế nào cũng được. Nhưng mà đối với cái máy inverter nó tới 4 cọng dây hoặc là 5-3 cọng dây thì chúng ta cần phải nhớ và lưu ý gắn đúng cái vị trí dây, chứ nếu không gắn lộn dây thì nó sẽ chạy loạn chương trình nha các bạn. Lưu ý chỗ này, chỗ đây có hai dây thôi, chúng ta tháo ra. Trong đây nó có một cái ấy rất là nhỏ, ha, gỡ nó ra nha các bạn, bám nó vô, nó bám trong này đó. Đây gỡ ra, trong đây nó có cái ngàm rất là nhỏ, cho nên chúng ta nhấn vô kéo nó ra là ok. Rồi coi như là xong. Bây giờ mình sẽ mở, lắc nhẹ nè, mình lắc nhẹ nó ra, mình lắc nhẹ chỗ này ra nè, ha, mình lắc nhẹ chỗ này ra, đây nó ra rồi. Các bạn lưu ý ở đây có một cái phốt nó màu đen nha, cái phốt này để chặn nước lại, để khi nó không cho nước trào ngược ra. Thì vậy chúng ta khi mà tháo ra, chúng ta lưu ý cố gắng giữ cho cái phốt này nó đừng có bị mất. Nó chỉ bị mất đi thì chúng ta bắt đầu là khi mà gắn vô rồi á, là nó lại tuôn nước đi ra đây, bắt đầu nó rỉ nước, nó chảy tùm lum tùm la hết. Thì các bạn lưu ý chỗ này, ở đây có cái phốt nè, phốt màu đen. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vệ sinh thằng này ha. Rồi nếu mà đúng ra là bạn phải cấp điện vô mà thử nó. Bây giờ chúng ta chỉ cần vệ sinh thôi, vệ sinh cái lưới này nè, chúng ta gỡ ra, lấy dít dẹp nè, gỡ ra, xoay nè, lâu ngày rất là chắc hay quý vị, cứng lắm. Gỡ ra xong tiến hành mình vệ sinh này, gỡ đây ra, giật ra. Đây mình sẽ gỡ này ra. Sau khi mình tháo ra, mình có thể dùng cái chiếc thư điện á, mình chọt nó, mình nại nại từ từ lên, còn thôi mình lấy kìm nhọn mình bóp nó, dùng mình giật cái đầu lên. Thì chúng ta cố gắng đừng có để cho cái này nó ướt. Và sau trước khi mình làm, mình kiểm tra lại coi cái motor này nè, nó có dấu hiệu nứt không? Ha, à, nhìn xung quanh nó có dấu hiệu nứt không? Nếu mà nứt thì chúng ta nên khoe thay mới nha. Thì ở ngoài thị trường những cái con này nó bán khoảng chừng vài chục ngàn là cùng nè, nhưng mà khi thợ tới thay thì tất nhiên phải tính công cho người ta, ha quý vị ha, thì có thể nó sẽ cao hơn, tại vì cái công người ta thay thế, cái công ta bắt đến để mà bắt bệnh để sửa chữa cho mình nữa.
Thì bây giờ mình sẽ xong rồi, mình bỏ cái này đi qua một bên, đừng có để nó ẩm ướt. Đây là cái lưới ha, nó bị dơ quá trời nè. Đây nó bị dơ quá trời. Một là dùng cái này cà, còn hai là mình dùng cái bàn chải này nè. Có thể các bạn ở nhà có súng áp lực cao á ha, à, hoặc là những cái cửa hàng của công ty điện lạnh như bên mình nó có áp lực, súng áp lực mình làm. Nhưng mà cái trường hợp mà mình ở bên ở nhà khách hàng luôn thì người ta đâu có cái súng áp lực nào mạnh như vậy đâu, cho nên chúng ta phải dùng cái bàn chải như thế này, nó cứng cứng á để mà sạc nó ha. Bây giờ mình sẽ nhúng nước mình sạc nè, đại khái vậy mà làm cho nó ướt, cho nó mềm cái miếng 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 ấy này ra, nó mềm ba cái chất dơ trong này ra ha, rồi mình xịt nó để các bạn coi nó dễ ha. Đây mình lấy bàn chải mình sạc cái này để cho nó sạch hết cái tất cả những cái bụi bẩn trong đây, do lâu ngày quá là nó dính cứng đến mức độ mà khó làm đó. Đó, mình phải cho nó sạch sẽ hết luôn trong ngoài. Đây nó còn dơ quá trời luôn, phải có cái súng áp lực nó bắn một cái là nó ra liền. À, chúng ta cố gắng làm cho nó sạch sẽ càng nhiều càng tốt, để mà nó đừng có bị cản trở cái vấn đề mà nước nó chảy vô trong cái thùng của mình á. Này là cứng quá mình không dùng cái dứt liền. Nếu mà nó cứng quá chúng ta ngâm nước cho nó mềm mềm ra, rồi mình bắt đầu mình nại từ từ. Mình nại ba cái chất dơ trong này ra nè. Đó, giấy không biết ở đâu mà trong này nó cũng có giấy nữa. Rồi cái nguồn nước nó dơ cái nó bám, rồi cái ba cái phèn, rồi mấy con bù hống nó chui trong này nó chết trong này nè. Nó làm cho cái nguồn nước cấp cho cái máy nó bị yếu đi, thì chúng ta lại nghĩ rằng là do cái thiết bị nó hư. Thì các bạn biết đó, khi một khi cái nguồn nước nó yếu á thì cái thời gian để mà nước bơm vô trong cái thùng nó không có đúng như là cái máy nó quy định, cái bo mạch nó sẽ nhảy cái mã lỗi, nó bị báo lỗi mà chúng ta lại không biết. Thì cái điều mà khi mà nó bị, chúng ta mình khuyên các bạn nên kiểm tra lại cái nguồn nước. Sau đó nguồn nước đã ok rồi thì các bạn lại tiếp tục kiểm tra cái lưới lọc này. Thì cái lưới lọc nhiệm vụ của nó để lọc bụi, lọc dơ ha, lâu ngày mình phải sạc cho nó hết, cho nó sạch sẽ nó mới được. Đúng ra có cái súng áp lực cái bắn cho nó kỹ, nó rất là mau. Đây. Đây. Đại khái mình làm cho nó tương đối cho nó sạch sẽ một xíu rồi nó bớt đi. Rồi. Sau khi nó xong rồi thì chúng ta gắn trở lại. Như các bạn lưu ý nha, khi mình gắn trở lại mình phải gắn cho nó cái này nè, nó hơi sâu xuống chút xíu chứ đừng gắn càng quá, khi mà gắn cái cục cấp vô thì nó lại bị dướng. Đẩy nó vô, đẩy nó sâu vô, đẩy nó sâu sâu xuống nha. Mình chịu khó mình đẩy cho nó sâu xuống. Đó, nó phải nằm sâu vô đây nè. Nó phải nằm sâu mới được, còn nó nằm lỡ trên đây là khi mình dặn cái cục cấp vô á thì bắt đầu là nó bị ống cấp vô thì nó bị dướng, cho nên chúng ta phải đẩy sâu xuống cho nó sâu xuống dưới đây luôn. Đụng cái mí của nó mới được. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gắn trở lại và cho máy hoạt động lại, thì có thể là nó sẽ khắc phục được cái bệnh mà bị không nước không vô ha. Thì các bạn lưu ý nha, có hai cái bệnh các bạn lưu ý về. Chúng ta có khi mà nước không có cấp vô được trong cái thùng để mà máy nó hoạt động á thì có hai cái triệu chứng. Một là cái nguồn cấp nó hư, cái nguồn cấp nó bị yếu, nước cấp vô bị yếu. Hai là cái cục này nè, cái rờ le cấp nước này nó bị sự cố rồi, có thể nó nghẹt thì chúng ta xử lý giống như mình hướng dẫn, còn mà nếu mà nó bị nổ thì bắt buộc chúng ta phải thay mới mà thôi chứ không còn cách nào khác nha. Thì khi chúng ta thay thì chúng ta phải cầm theo cái mẫu của nó gì, để cái người bán cái linh kiện á người ta biết cái mẫu nào, tại vì một cái Toshiba nó có nhiều đời, mỗi cái mono thì nó lại khác, rồi cái inverter thì cái mẫu mã khác, có loại là này cái loại này cũng tương đối lâu nè. Nó có một motor nhưng mà có loại cũng hai hoặc là ba cái motor luôn không chừng. Mỗi một loại nó khác nhau, vậy chúng ta phải cầm theo mà cái mẫu theo, hoặc là lấy điện thoại mình chụp hình á thì đưa cho cái người bán, người ta biết, người ta nhìn vô thì người ta biết cái loại đó là loại DC hay AC, và một motor hay là hai hay là ba motor, mỗi loại nó đều khác nhau quý vị. Đây bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gắn lại, coi như chúng ta sẽ sử dụng là bình thường không có chuyện gì cả hay quý vị ha. Coi như video này có thể là xong. Đây mình cho các bạn xem đó, bây giờ gắn lại cũng không gì khó. Như các bạn lưu ý hồi nãy mình có chia sẻ là chúng ta nên giữ cái ron này nè ha, cái ron này phải giữ kỹ rồi, chứ nó thôi chỉ cần mất cái ron đó là chúng ta mệt rồi, nói chung nó sẽ rỉ nước hoài luôn. Rồi lúc đi kiếm một cái ron thứ hai để mà làm thì sẽ rất là khó nha.
thì phải chạy đi kiếm này kia nọ. Thì bên mình thì mình làm thợ này kia quen với anh em điện lạnh thì chạy đi kiếm cái có liền. Còn các bạn nhiều khi ở nhà mình tự sửa đó, mà mình đâu có biết ai là ai, chạy đi kiếm cái ron như thế này nè, đã đợi luôn nha. Nó đâu phải là cái hiệu nào cũng giống hiệu nào, mỗi một cái hiệu nó có một cái ron như thế này. Cái loại Samsung với Samsung thì ron nó khác, còn cái loại Toshiba này ron nó khác, cho nên chúng ta phải lưu ý nha, nó khác nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn lại, nhưng mà các bạn phải lưu ý khi mà ráp lại á, cái chỗ này nó phải vô kính lại, và cái lỗ ốc này nè nó phải đúng cái vị trí ốc này nha. Nếu mà chúng ta gắn lỡ lỡ như thế này nè đó, nếu chúng ta gắn mà gắn nó không có vô, nó nằm như thế này, ốc nó dặn không được cũng không sao, cũng 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 là vấn đề. Chúng ta phải đẩy sát vô luôn, thì lúc đó cái ron đen hồi nãy đó nó ăn vô, nó sát lại, nó kín lại, khi mà nước đi vô nó không có trào ra được ha. Các bạn lưu ý nha, đại khái mình đã vệ sinh sơ rồi thì cái này nó sẽ cứu được thôi. Thì hướng dẫn các bạn cái video đó, hồi nãy chúng ta gắn hai dây này không quan trọng, cái nào cũng được, trên cũng được và dưới cũng được, quan trọng gắn vô là ok, tại vì cái loại là loại AC cho nên gắn như thế nào cũng được, nó cho nguồn nóng nguồn nguội thôi. Đây dặn hai con ốc là vô là mình hoàn tất rồi, dặn cái này vô xong chút xíu chúng ta bắt bên ngoài nữa là xong, để mình cho các bạn xem. Ok nha, chúng ta như thế này. Mình để như thế này, các bạn thấy chưa ha, rõ chưa đây. À, chúng ta sẽ dặn hai con ốc ở đây ha, một con bên này và một con còn lại bên này luôn, cho nó vô chắc một cái là xong. Thì đây là cái chủ đề hôm nay á, là mình hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta tháo cái rờ le cấp nước ra, rồi chúng ta tiến hành vệ sinh. Khi mà chúng ta gặp phải cái trường hợp là cái nguồn nước nó không có cấp vô trong cái máy giặt, hoặc là cái tình trạng nó là cấp yếu đó, thì chúng ta nên kiểm tra lại cái nguồn nước trước tiên. Cái nguồn nước nhà mình nhiều khi có những cái nhà, có những cái nhà mà nó bị, có những cái chỗ mà nó bị nước yếu không chừng nữa, giống như bên quận 8 nè, bên Bình Chánh nè, đôi khi các bạn biết vào cái ngày chủ nhật á, những cái người mà ở nhà trọ đó, ban ngày thì nước nó mạnh nhưng ban đêm nhiều người ta về ta dùng ta xài thì nguồn nước nó yếu, thì chúng ta lại hiểu, chúng ta lại nghĩ rằng là cái rò le cấp nước nó hư, nhưng mà không phải, do nguồn nước chúng ta yếu ha. Thì mình phải cần kiểm tra là cái nguồn phải đảm bảo ngon lành, thì sau đó mới tiến hành kiểm tra cái này, và nếu như thấy nó dơ mình tiến hành vệ sinh thì coi như chúng ta khắc phục được một cái bệnh của cái máy giặt. Và mình sẽ đẩy lại đây, các bạn lưu ý nha, khi mà gắn lại chúng ta cần để ý cái ngàm ở đây nè, đây có những, đây có những cái ngàm ha, nó ngàm đây nè, đây đây ngàm 1 2 3, thì chúng ta đẩy lại cẩn thận, cái chúng ta đẩy cái ngàm chỗ này, đây là một ngàm, đây chúng ta lưu ý nè, 1 2 3, hai con ốc này phải ngay ngắn nha. Rồi đó, mình hướng dẫn như vậy để chúng ta lưu ý, chúng ta gắn lại cho nó không mất thời gian. Cái này nhựa dẻo không đến nỗi nào, mình để như thế này, đây đẩy vô, và cái chỗ này nè nó phải đặt đúng. Ok rồi, ngay đó, nó phải vô như thế này, nó phải vô sát hết tất cả luôn, không tất cả này nó phải đều sát hết như thế này mới được nè. Đây nó chưa vô, đây nó phải vô như thế này, và chúng ta siết hai con ốc hai bên lại, ốc bên đây và con ốc bên đây nữa, là coi như chúng ta đã hoàn tất cái việc mà kiểm tra cái cục cấp nước. Đây mình dặn vô ngay lỗ đàng hoàng mới được. Rồi bây giờ chúng ta đã tiến hành dặn ốc lại hết rồi và kiểm tra cái này xong luôn rồi, thì cái video này mình thực hiện nhằm mục đích là hướng dẫn các bạn cái cách để mà mình vệ sinh những cái chất bụi bẩn hoặc là những cái mùi hóng lâu ngày nó phèn nữa, nó bám vào trong cái lưới này, nó làm cho cái nguồn nước cấp vào trong máy giặt nó bị yếu, hoặc đôi khi nếu mà nó bị nhiều quá bít luôn cả cái lưới lọc thì nó không có cấp nước được, mặc dù cái motor hoạt động vẫn tốt. Đó là cái video này nhằm mục đích là hướng dẫn các bạn cái cách xử lý mà cái nguồn nước nó bị nghẹt và nước vào yếu trong cái máy giặt mình, là nước bị yếu. Video này coi như đã đến đây cũng đã thực hiện xong rồi, nó tuy ngắn thôi, hy vọng rằng với cái video này sẽ giúp ích cho các bạn một phần gì đó kiến thức
hữu ích để chúng ta có thể xử lý được những cái bệnh lặt vặt đối với cái máy giặt của mình khi mà chúng ta tự xử lý ở nhà. Rồi, xin được cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã dành thời gian để xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.